qua đây nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Thằng lồn kia, thằng lồn kia nó chạy vòng 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 kìa. Rồi mất đâu? Lộn đường. Lộn đường. Để yên lẹ, còn mấy giây nè. Bích keo ta nhìn mẹ nó cắt đầu ghê luôn á. Vô. Chấp hai đúng không? Chấp hai, chấp hai. Chấp hai. Chấp hai ghê. Chấp hai ghê lắm á nha. Tao nói trước rồi đó, mày đừng có la làng. Tụi mày la á. Có anh la. Có mày la đó. Chừng một nghìn. La tính hàng mày mới la á. Anh la vô kênh mà mày cũng còn anh la quỷ gì á. Mà ở đây sao người ta chat được, chấm hỏi được. Bữa chơi chấm 1 anh Min la là, anh là anh Min là người la nhiều nhất luôn anh Min. Không, chị ép 1 thằng Min nha. Đi hẳn đi anh, đi hẳn này nè. Ôi, không có đèn hả? Không mẹ. Có, chị ép anh. Ở chơi sau lưng anh ơi, sau lưng, sau lưng. Tờ, ta chưa vô. Lên mất chơi chấm 1 chứ ta. Thì biết nữa. Tao có chơi đâu. Này tao nên đá này ra luôn mày. Chứ dạ, nói gì? Hồi nào chỉ làm cái skin này. Nó tự làm anh. Này con ma nè, từ từ. Bây giờ mày sợ thì mày đứng đây với tao đi. Mày tao vô có sợ. Vậy? Từ từ, mày đi vô luôn. Từ từ, em nhớ lại cái, em nhớ lại cái. Tao không có sợ, tụi mày sợ sao? Thì vậy đi vô đi, sao mày chạy ra rồi, đi vô. Tao mới thấy má tao mày, tao mới thấy má tao á. Mày phải, mày phải. Tao kêu mày sợ, mày đứng đây đi. Thì tao đứng đây này. Tao mới thấy má của tao á. Má của anh mày rồi. Chạy được chưa? Tao chạy ra. Đứng im đi. Cái này nó không có cho chạy em Min ơi. Kêu đứng im thì đứng im đi. Mày lấy chìa khóa đi gì? Ừ anh, em đi vòng qua, em đi vòng bên từ bên trái bên phải. Nó kêu mày đứng im, mày cứ đứng im đi. Sao trên mặt nó xuất hiện cái dòng chữ gì vậy? Ừ đúng rồi. Chữ bị hù á. Dụ nó anh ơi. Tao đang dụ nè. Ôi chơi bây giờ chơi này mày có thủ thuật nữa hả? Ừ. Cho thằng kia lấy cây trước xong xíu mình chạy đường hẳn lên à. Để chị kịp không? Chào. Kẻ con ma cái tủ này nó chạy chậm mình mà cứ đi chậm mình mẹ cái đầu nó ghê vậy cái này đâu có ghê đâu bằng còn game kia ghê hơn vậy mày đi vô mày kiếm chìa khóa đi tại cho tao biết chơi rồi dễ quá bực bội dễ vậy mày đi vô đi bực bội vô làm cái gì cho nó hụ cái cho dễ ờ thì bây giờ chơi thì lại chạy dễ hơn à em với hổ đồ có bị hù mấy lần tao với thằng Duy đi solo 4 map bên này bị hù cả 100 lần rồi đó. Có sợ dụ lưng lên nó hù tao Duy ơi lưng lên rồi không mày không mày không mày ờ vô ra đi mày lên trước đi mày lên trước đi rồi em lên chưa lên trước đi tao nhử nó trời ơi kênh rồi rồi chạy lên lâu lắc vậy tự rồi chuẩn bị đi nè xếp hàng xếp hàng xếp hàng rồi chạy sao mọi người không có chạy im đi hẳn luôn từ từ chờ nó đi im xíu nữa xong chưa 1 2 3 đi chạy alo chạy được alo múp đi đến xa tránh xa rồi coi sao mày chạy chậm dữ vậy múp không có chạy được khoảng này không có chạy được cứ đi đi cái đuôi của nó quất vô cái đầu tao hoài à không có chạy được nè mày cho mấy thằng nào có đuôi thì đi sau đi nhả mày đi sau đi múp cái đuôi mày cứ cái đuôi của nó cứ chọt vô mắt tao không có đi được cái này hả đó cái nhật đó anh Min đẹp trai vải lồn luôn đừng chơi nữa đi hẳn tao đi ấy tao đi mày ơi nó kêu tao đi hẳn đi làm gì vậy bọn anh đi hẳn nó đi sao cho anh chắc là những cái tao đi hẳn đi 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 mày cúi đầu xuống làm cái gì đi tao cúi đầu đâu có lừa không có mẹ đâu khúc này làm con làm gì có cái gì đi đi thì tao cũng sợ má tao kìa cái gì không có ai này hết má tao gõ đèn đi mẹ thấy má tao gõ đèn nó vừa gõ cái đầu ra thôi mày không sợ mày không tin tao ấy mày đi chứ Duy má này má nhà anh không thấy được đi hàng Duy nha lọt xong té chết đi lại dễ chịu á nó tự động đi hay có nào đẩy tao vậy ai biết trong này con ma chạy nhanh lắm nha khúc này là được chạy rồi nè là nó chạy sẵn cho mình luôn rồi đó nha à ok anh sẽ ra gặp hồi nãy anh gặp mẹ anh rồi đúng không ra đây anh gặp cha anh cha anh bự lắm anh cha anh to cao đen hùi từ từ dưới quay lại bây giờ anh em nè bây giờ chạy nha bây giờ chạy là đéo có dừng lại nha chạy bây giờ chạy trước đi thằng lồn mất chạy cuối nha nó cứ quất cái tóc vô mặt tao à không thấy đường cái tóc của nó rồi. Không có thấy đường được có hiểu không bây giờ tao anh đi chạy trước đi mày đi trước đi tao chạy sau lưng hộ cho ở đây đi ok đi ok hả
thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng okay, vẫn đang thẳng, vẫn đang thẳng, vẫn đang thẳng. Tới luôn. Bởi tao chạy thẳng mà sao Duy chết rồi? Tao cũng chết nè. Chết mẹ nó quá. Ủa? Sao 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 hai mày chết? Ở sao tao chạy thẳng mà tao sống, tao gặp tao đầu tiên đúng không mày? Thằng nào chạy lại đi, ok Duy. À, có thằng Duy á, có thằng Duy á. Ở qua nãy cổ đi anh Minh, nãy nó nào là cổ mà. Cổ đi. Cổ đi anh. Ok. Cổ đi chứ. Kệ nãy anh giao mà. Anh giao bao giờ em? Ủa đi rồi. Cái đường màu đỏ không có chìa khóa rồi. Cái gì vậy mày? Sao mày bỏ tao mày chạy về? Gì anh hổ? Mày phải có chìa khóa không? Anh đi từ cái cửa tay trái à, anh. Rồi. Ơi, rồi chờ tao ơi. Mày chờ lắm cái Duy. Đi miết. Mày đâu rồi? Lộn đứng lại chứ vậy? Em nè. Ủa mày tao. Có ai chờ tao đi đâu? Mày lại đi với mày chạy thẳng xong cái mày chạy về cái tao chạy về theo. Alo, muốn áo em rồi. Còn em anh nữa. Đi anh. Mẹ nó rớt mạng rồi. Cái gì vậy má? Sao mày cứ lui về hoài vậy? Sao tao vẫn chạy lên? Mày đi trước đi. Mày trước rồi tao chạy heo sao sát đít mà luôn, đừng có quay về. Ừ, chạy hẳn đừng có quay về. Nó cứ chạy xong không có đi lui, nó chạy gì sao không có đi lui mà. Tao chạy hẳn không rồi, tao nói rồi. Tao chạy hẳn rồi mày ơi. Má tao hết thú tao rồi. Em dụ mà, em dụ mà. Ok, cảm ơn anh Kiều. Sợ mày đấy rồi. Mày bị hôn một lần rồi đúng không? Tao hiểu sao tao chạy sao đít mày mà nó cắn tao chứ. Cay rồi. Tao nói gọi mày chơi mắt này, ít nhất mày cũng phải bị hôn một lần à. Tao đi mắt này đã bị hù cả trăm lần đây nè. Khó chịu vậy luôn. Lấy chìa khóa mày bật tiếng lên đi. Mày bắn cái lồn gì giờ nó gõ đùng đùng đùng. Tao bắn bao giờ? Bật tiếng lên. Bật rồi, bật nãy giờ luôn á, nó hù tao mới la đó. Lên đâu rồi? Tí lúc này nè. Mày đâu? Tao quên mẹ đường rồi. Chính giữa mà là tao nếu không biết đường nhưng mà tao sợ á. Chính giữa, anh hỏi chính giữa là lấy đường chìa khóa mà. Thì cho nó lấy đi, đứng đây thôi. Mà đi heo đi, nó bị cái dấu. Ôi trời anh ơi, em cũng sợ này thôi. Heo. Ủa cái đéo gì? Ở trong đi Minh. Ôi cái lồn. Heo mày! Heo mày! Thằng lồn gì địch mẹ nó hù tao rồi, tao phải đi lại từ đầu. Heo mi. Mày đâu Minh? Tao hồi đang ở chỗ thằng Duy. Heo mi cái lồn gì vô nó hù tao cái lồn mày em. Ôi trời ơi, Duy ơi, nó heo mi anh kìa. Từ từ chờ tao mới đi lồn. Cái gì đó mới vừa móc cổ mày á, mày cô mày. Bị điên kìa, ông nội bị điên rồi, vô trong này là xong rồi anh. Mến. Tao mới thấy họ cái tay xuống nè, tao đây nè họ, tao có chìa khóa rồi. Mình nên thấy em thấy đâu, mình nên thấy hả. Tao lại, mày lại. Nè nè Mến, tụi mày mới ra được, cửa ông nội ông đi thẳng. Phải mày ủng hộ, phải mày ủng hộ. Mày lại, ở đây đây tao đây, tao mấy đường. Ủa đèn mày đâu? Mái nhà tối vui à, mái nhà màn hình tối vui à. Đi bên này. Mẹ lồn heo mi cái lồn gì. Ở sao mở đéo được. Mở vô, thằng lồn kia đóng cửa. Mẹ con lồn cứ ngồi nói heo mi xong hù tao cái lĩ mày em. Qua đây nè, à. Mở cửa này đi vô, qua chắp, qua map mới, map bệnh viện. Chả hiểu Minh luôn, Minh nãy ổng giao đâu á, ai la làm cha sủa, tao sự làm chó. Cái lồn ông là, mình nên ông la. Ủa tao nói ai la làm chó sao cô nói là ai la sủa không? Không nha. Không biết nha, mới sao liên quan là được, liên quan tới chó là được đúng không hổ? Ủa mẹ nó vô nó hù tao giật mình. Tao đâu có la đâu. Hay tao có la không? Có. Bây giờ đi vô gần. Bị hù quen rồi nên đâu la đâu. Nếu hiểu không. Sao rồi, heo mi. Ừ, thằng lồn. Tái ngõ vừa vào cái ngõ mất tiêu luôn, sợ vậy đấy thế. Đi à. Minh kìa, Minh ơi, má kìa. Đâu? Đi đâu? À cái lồn. Áp này. Bấm này bấm tiếp đi chạy nha. Từ từ Duy ơi, chạy từ Duy ơi. Đừng có chạy Duy. Từ từ thôi, không thấy đường. Ừ, tao cũng đéo thấy đường. Mấy nhà chơi nó bị tối lắm, nó đéo hiểu sao nó tối hơn mấy nét nhiều. Ủa anh nào lại Minh? Chụp tấm hình đi em Minh. Chụp đi. Cho tao chụp tấm ảnh làm thumbnail đi. Chụp đi, đứng đi, đứng cái này chụp đi. Đứng đây, mày đứng vô đây, mày vô đây. Ờ thôi mày chụp rồi mày gửi tao nha. Được chưa? Chụp đi mấy cái cây. Chụp chưa? Đứng đây nè. Đứng đây.
Ok chưa? Qua đây hả? Cười lên. Ok. 1 2 3. Chưa. Rồi 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 chưa? Ok, tí ra gửi nha. Đây gửi okay. Làm cái thumbnail. Má qua anh đào đẹp hết. Anh đứng vậy không chụp hết nguyên cái cây được. Không sao em chụp vậy là ghê. Mắt tối. Nhiều cây lắm anh. Nè mà tí họ có cây có con hiệu quái đi giữa đầu á. Em cho anh nè. Không em. Anh không. Ê, mày có thể nào đứng im lại không Duy? Để tao xét tin thử rồi chỉnh đồ sáng anh được không? Hả? Đồ sáng như trong đây đâu có. Đeo coi chị hả? Thôi chỉnh đâu. Có đêm rơi mấy con đó anh con này là con gì nè anh Min. Con ê, tao, bơm mày đâu rồi? Canh bơm rõ ràng. Canh bơm rõ ràng. Con đơm đớm của ta bà nội. Con hả? Mày có con gì đó đi ngang qua anh nè. Mày đâu rồi? Alo. Tao đây nè. Đây nè. Ủa rồi ba tao. Tao Sugar Daddy. Ủa mày đâu rồi? Mày đâu rồi vậy? Tao chỉnh đường sáng lên 6.000 năm tao đéo thấy đường. Tao hề tụi mày luôn. Tao cũng có thấy đường đéo đâu. Tao đéo thấy con cặp gì á. Đủ sáng 6.000 năm rồi đó. Giờ đi lấy em đốm rồi. Lấy em đốm hả? Nè nhìn qua cái cầu nha. Cậu có con gì á? Đâu con đó đâu. Không mà anh nó đi qua đi rồi. Đi rồi đi rồi. Bố tao á Sugar Daddy á. Đi. Bố đường, bố đường. Giờ cho anh Minh thử một cảm giác đi lấy bốm không ta? Thôi. Sao vậy? Không có mẹ đâu. Anh không thích bảo hiểm đúng không em? Không mẹ rồi anh. Nó la nữa giờ. Em nè. Để nó cái con gì trắng trắng đẳng không? Chạy lại lụm đi em bọn em đợi. Thôi mày lụm đi anh đợi. Anh thích chờ đợi không? Ý cái game này. Mày. Map này không có ma nào đâu. Không có mẹ đâu. Map này không có con nào đó. Rồi rồi đi anh ơi. Map trong mới có. Bây giờ mình đi vô mắt. Ủa gì chứ mày, thằng bố tao đi ngang là thằng nào? Anh vô bệnh viện cái làm á. Gặp cái đó con hủy quái, con hủy quái nó chỉ đi coi cầu thôi à, nó có hù anh đâu. Min ơi. Gì? Chút anh đi vô bệnh viện anh gặp em gái anh á, đẹp lắm. Ừ, em gái mày với chị mày á, nhiều lắm. Bệnh viện mày á. Qua trong đó có mẹ bad girl nữa hả? Fuck girl nữa. Đó, đúng lắm anh. Sợ mày. Có good girl. Ủa rồi dưới chơi trong game là cỡ mấy phút mày? Tao với Hồng Duy chơi tới map cuối xong quên mẹ mê cung, xong cái cái nghỉ. Ôi đúng rồi, đâu mấy cái kéo mày đi kéo lên lấy cái mê cung lên trai. Mở. Xong tao kêu là Duy ơi nghỉ đi, có gì tối ra anh em mình chơi. Cái tao cái nét cái màn hình tao sáng rồi, cái tao với Duy chơi luôn. Ngồi phá đảo luôn, ngồi cả tiếng hồ á. Cái này cái gì đúng không ta? Chứ có hay là phá đảo nhanh được không mày? Ờ. Phá nó gần ghê không? Dạ không thì phải kêu mình núp vô, núp vô hack mới được. Thì con ma trong chổng nó chạy nhanh lắm. Ờ con ma trong mi cung chạy nhanh lắm. Trong chổng hình như là anh trai của anh Min á. Vậy nè. Cái này đâu có ghê em. Ừ đâu ghê. Ừ đâu ghê. Ừ. Yeah. Má tao nghe má tao rồi. Yeah. Tao nghe má tao. Yeah. Yeah. Má mày ngồi xe lăn đó kìa. Mày lại đi. Đi. Gì đéo vậy? Ui chạy ông kêu má. Ê cái lùn gì có ai đâu chạy. Ừ, gái nè. Nè, gái mày nè. Có ghê đâu. Tèo, đâu có ghê. Đi mày nói ghê. Ai nói mày khúc này ghê. Khúc này mới ghê nè. Khúc này mới ghê. Tao ra khúc này là ghê rồi. Ôi ma tao ngồi kìa. Ui. Đi. Bên này nè, bên này trước. Bên này trước. Ờ tắt tai nghe cái, tắt tai nghe cái mày ơi. Ôi tao tắt tai nghe cái mày ơi. Tắt đi. Qua tới đây nó ầm có chịu lắm. Đi. Tắt tai nghe cái dịch sợ vậy đó, không dám mở. Đây có ma nha hơn hổ. Ừ lên đây có ma đó nha. Ờ. Anh Nhiên là chị gái của anh Min á. Ủa tao không muốn chơi đâu mày ơi. Tao bị ổn chơi đó. Ok ok. Đó. Ủa giờ sao mày đi đi. Đó. Đi đi rồi tao đi theo. Chị anh Min. Đi tao đi theo. Giờ chị phá nằm tao Duy. Đi thẳng về phải không? Từ từ. Tao đứng đây có bị hù không vậy? Không. Thôi vậy tao đi trước cho tao. Còn nha. Đi. Chia ra đường nha. Anh ơi, tao đi theo thằng Duy. Ở đâu, chìa khóa đây luôn rồi. Ở sao? Ok. Má tao lại rồi. Mày chết chưa Min? Chưa. Tao còn sống. Má tao lại rồi. Sao ai biết tao chạy hẳn lên, tao thấy cái chìa khóa. Tao đâu biết gì đâu. Má mày lại không Min? À, vừa qua tao vừa thấy thằng Duy cái tao nhìn lại mặt tao nhìn lại sau thấy má tao chạy lại thằng Duy chạy bỏ tao đéo nói gì luôn rồi mẹ ơi mày
Tại hơn là map này mày chưa bị hù á, khúc đó tao với Duy bị hù cũng phải chục lần á. Tại vì tao với Duy đéo biết con ma đó, chạy hẳn lên lượm cái chìa khóa xong tiện đâu gá hù. Má chờ tao được không? Tao đi chỗ đi. Vô đây anh. Thôi. Đâu? Ủa, có ai đâu chứ mày? Không. Đi đây đầu ngủ đi. Thôi ai rảnh. Đi, tao đi vô bỏ cái cửa bên này nè. Nè, đó, mấy cái cửa xanh đó. Thấy má tao mới đi ngang, tao thấy má tao mới đi ngang á. Trong đây nè, tao mới thấy má, tao mới thấy má tao lướt ngang á. Vũ lại lại đi. Vũ lại đi. Hello. 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 Tao đừng có đi xuống nữa nha. Cái này chi gánh nè, chi gánh nè. Bắt vô đít kìa. Bắt vô đít kìa. Cái hù nó, cái lùng mẹ. Bắt vô đít kìa, phất vô đít kìa. Dạ. Tao hù tao rồi, từ để tao quay lại. Nói đó đi đây. Đi đâu mất? Mở cửa ra đi. Vô. Đi hẳn luôn. Từ từ. Hẳn vậy, hẳn vậy phải thấy con bướm. Tao. Một thằng đi hay là hai ba thằng đi luôn? Thằng đi luôn. Đi luôn. Đi hù cho vui. Thôi rồi, để ai vui. Âm thanh rồi sợ biêu. Đúng rồi. Sao chứ lại sợ rồi. Đi. Bây giờ anh quẹo trái mày quẹo phải nha. À mày quẹo trái anh quẹo phải. Tao quẹo nha. Chạy đâu luôn má. Không. Ừ quên đi bộ thôi. Hồi gặp nó còn chạy má được. Má stamina luôn rồi. Thì đi bộ thôi, gặp nó còn chạy được. Con bớm rồi nha, con bớm rồi, hay bớm rồi. Tao bây giờ đi này luôn, đi này ra. Tao nhặt thôi, chắc tao không cần nhặt đâu đúng không? Anh cầm một con. Tao không, thôi, không nhặt được. Rồi tao chứ mày chạy nè. Rồi chạy. Để đi hổ. Hổ ơi. Tao mà chạy đang chạy trước rồi nè. Cái này là cái lượng đó nha, nó không bao hết. Ôi trời ơi, má tao hổ ơi! Má tao hổ ơi! Ôi trời ơi, Min ơi! Đâu rồi Min? Má tao bắt tao đi rồi! Má tao đánh biết đâu rồi! Thôi má tao chạy trước! Cứu tao! Tao đi ở đâu rồi? Tao không biết bà đó nó gì vậy? Bỏ Min luôn! Bỏ cái gì? Có ba cái xác nằm này, sao tao dám chơi? Cứu tao! Lẹ! Lại cứu tao đi! Từ từ không, mày tự qua map mới luôn à! Cậu ngước, bỏ! Tao đang biết là thằng chạy sao lúc nào cũng bị hù hết á, tao biết rồi. Thì mới đi 20 ngàn rồi. Má vừa ra cái thấy má tao đứng đôi. Tao đang qua. Nè, map này mới ghê nè, cầm cái lồng đèn lên. Cái này phải bây giờ phải kéo lên tụi mới kiếm cái hình lại nữa anh. Cái hình chỉ lấy cây anh. Mày lên Google search. Thôi kéo lên cho ăn. Ủa hình như cái hình đó mấy ngày trước rồi đúng không anh? Ừ, vậy giờ kéo xa lắm á, tại vì hôm qua tụi nó tương tác nhiều. Ôi sao bị lắc chữa rồi, bị lắc rồi. 3000. Ừ, map này nó lên binh á. Map này nhiều hiệu ứng quá, nó lên binh á, giống như cái map cái thành phố. À, thấy nè anh. Đụ má em kéo đúng nhanh luôn anh. Lưu đi, lưu lại. Ở đó để cho lưu đụ má giờ em phải đụ mới vô lại liên minh để em chụp bằng cái này nè. Chụp bằng cái kia đi xong rồi quay xong rồi ra đít toàn để. Chụp bằng cái liên minh đó dễ coi hơn anh. Cái control ALTA đó, nó có bi như bao nhiêu. Dạ, y gan là nó cái này là cái gì nó gặp anh trai anh Min nè, thấy không? Đó, trai anh Min đó. Đâu? Mới đi ngang đó. Thấy đâu bà? Thấy đâu? Thấy đâu? Mấy nhà. Mấy nhà không thấy thiệt luôn. Thấy không có thấy. Rồi, đây tới mấy cung rồi nè. Tới mấy cung rồi nè. Đi lấy chìa khóa trước rồi mà, đi lấy chìa khóa mà đi. Ủa, khúc này đâu có ma đâu đúng không? Có cần bật tiếng không mày? Không, mày cứ tắt. Cắn. Bật được, tắt không được, mày lại muốn làm. Mày được rồi, mày có bật không? Ờ. Em đang bật mà. Tao bật. Điên hả? Chứ mày nghe tiếng rồi. Bên đó ra đường. Bên này là đi lấy cây, anh bị điên à. Mày cá toàn, mày cá bao nhiêu? Bây giờ anh nhìn lại cái tên Ấn Độ em giúp anh coi kìa. Ủa chứ bên trái lấy cái gì? Bên trái là đi đường về. Ngu. Ây dạ, xin lỗi. Ai biết được rồi phải đi bên trái. Chơi bao nhiêu lần rồi anh? Mày nghe tiếng nói, rồi nhớ chạy nha. Cái này quẹo mày nghe thì nghe mày nói đi chứ tao không có nhu cầu mình không biết được đâu. Đây tao đây Min đâu rồi? Đây tao đây tao đâu nè. Sao đủ mà em đi thấy ai vậy? Tao đứng kế bên mày mà. Đâu? Sao mắt mày đen thui vậy? Đâu? Ở kìa. Đâu? Mắt có đen thui luôn kìa mày. Rồi mày cứ đi tao đi hay sao? Đi tao đi heo sao cho. Con ma này là chỉ hù một thằng thôi xong nó te lại bọt qua chỗ khác. Chứ đó là lạ ta. Này nó là lạ ta. Không rồi đó. Ăn lồn rồi đó. Từ. Đợi em tí anh. Đợi tí đi tí. Anh lại em nhìn lại cái. Chị ra ngoài luôn đi Min. Gì? Thì cứ mà em đi hẳn à. Lồn mà.
Trời ơi hết rồi. Hồi cái. Từ đi. Anh gì nó thấy lạ lạ mẹ. Sao đêm nó cứ giật vậy ta? Nó nhiều hiệu ứng quá đó. Nó có 76 bình à. Kìa bạn em trận min. Đâu? Thấy gì đâu ba. Đi lên này, quẹo hẳn. Để mà thấy. Bạn tao nó bò xịt rồi không? Má tao tới, má tao tới mày ơi. Đâu? Má đâu? Tao nghe tiếng hú. Không, này là anh trai anh má. Chuyện min. Thôi vô nhà đi cho chắc ăn lên. Ôi dồi. Chuyện min. Ba. Cái đấy gì mới xuất hiện trước mặt tao á? Cái gì đâu, anh bị điên à? Có. Đi răng còn lấy lên mày lên, kéo lên lúc này mày xem. Cái này mà lên like bị tao, ổng like chắc đồ cũng nói mấy người coi like giết cũng like luôn quá. Quen rồi em. Đi. Từ đó quen đi. Rồi. Ông trời. Đi. Nó đọc quá. Đi. Ui. Hồi nãy tao đứng đây là có cái con nào xuất hiện trước mặt tao. Thằng trái hả? Thôi, thằng yêu trái. Cho tao đi giữa. Ừ, đi giữa nè anh, em đi sau cho. Ừ, trái, đúng rồi. Ừ, bẹo lên. Sau lưng anh ơi. Sau lưng nó vậy. Kệ, chúng mày gặp nó nè. Chạy anh, chạy. Chạy đi. Chạy đi. Rồi, xong rồi. Quê rồi đúng không? Xong rồi. Lấy bướm. Mỗi hàng một con. Mày đâu miến? Lấy sao? Miến đâu? Đây. Đây, tao nghe một cái gì mới đổ xuống đúng không? Vô. Lấy rồi nè. Ừ, lấy rồi. Tại vì tới cửa sẽ có hàng chết nữa. Mỗi hàng một con. Rồi bây giờ tới cửa đi. Vừa chạy ra gặp nó nè. Hứa luôn 100%. Mày ra chứa đi. Tao không có nhu cầu. Đứng ngoài. Tao không có nhu cầu. Chết mày bị sao nữa Duy? Tao không có nhu cầu đâu, tụi mày đi. Đâu? Tao còn phải sống để tao quay clip thằng cầm camera luôn, là thằng mẹ mày bất tử mà. Mày đi trước đi. Giờ đi đường nào? Mày chỉ lại coi. Đi nè. Đi đường nào? Đi hẳn ra vô cái bàn chỗ này phải không? Quẹo lên là hết cái đường tay trái quẹo vô. Rồi đi hẳn rồi đậm xuống thôi. Nè, à cái cây, đi hẳn. Anh hổ. Cái đường màu đỏ nha, cái đường màu đỏ nha. Cái đường màu đỏ hay. Là đường nào tao biết, tao đi theo tụi mày thôi á. Anh phải không mà coi bản đồ anh mới biết chứ. Thôi tao cần biết, tụi mày đi tao đi theo. Anh kìa. Giờ cho rồi. Anh trải nghiệm đi chứ Minh. Không, anh không cần trải nghiệm đâu. Mà anh đi sao lưng ngoài đụng á, chờ lâu vui đâu anh. Không, anh vậy là vui em, anh vui phải lâu rồi. Thắng em là anh vui rồi. Thắng em là anh vui rồi em. Ai biết được. Con má nó không sao. Đi thẳng anh. Đi thẳng đi. Đi thẳng đi em. Mày đi trước đi. Má sao em tới hù vậy? Má sao tụi mày lưu vậy đây. Đủ má chùi cái đường mình hù vậy ta. Đáng lẽ là phải đó cái đường đó em phải thấy chứ. Đóng cửa lại đi mấy mẹ, vô nhà không giao, vô nhà đóng cửa lại đi. Trời ơi, khỏi đó, rồi. Không có vô này đâu. Nhưng mà tao hít đâu. Hù sao, đi. Chạy nha. Ok. Ủa tao hết stamina hổ ơi. Đừng bỏ tao một mình hổ ơi. Đứa này được rồi. Chạy stamina đi. Ôi mẹ tao. Rồi nó hù tao rồi. Nó hù tao, con vợ mày đó. Nó hù tao luôn rồi. Nó lùn vậy. Ủa bị má mày hù luôn rồi hả? Tao bị má tao hù luôn. Tao chạy không kịp. Rồi đi. Tao tưởng là đứng đó thì sẽ bất tử. Tao tưởng là camera sẽ bất tử nhưng mà đéo. Đúng em. Thằng bỏ rồi. Sao rồi. 900 bình. Từ. Vậy Min. Cái gì đâu? Là mấy thằng này chơi game lao, tôi giết thật sợ luôn á. Có mình anh la à? Không, nãy giờ nó la ấy. Ai? Ủa sao tụi mày đứng im hết vậy? Bị lắc hả? Lỡ binh mẹ. Rồi. Đi. Ý, kỹ. Ổn áp không? Bây giờ nè. 1, 2, 3. Tao chạy đầu luôn, ok không? Nhưng mà tao đéo biết đường, thôi thì mày chạy trước đi. Đi ra nè, em chạy nè. Thôi, anh bị điếc rồi em chạy đi, anh đéo nghe. Anh bị điếc rồi. Cái gì vậy? Anh bị điếc rồi, em chạy đi. Em, anh tự nhiên cái anh bị điếc đó em. Đi. Đi con bò, không có quyền công dân, đi. Con bò 8 vú rồi mà, sợ mẹ gì. Tao chạy đâu rồi? Này, thèm cỏ à. Tự nhiên cái tao bị giật binh, tao không thấy nó chạy đâu. Tự nhiên cái tao bị giật binh, cái tao thấy nó chạy lên nó ăn cỏ mày. Mày đi đi Duy. Mày đi Duy. Là... À
thấy nó giật giật luôn gần. Ôi giật binh mày ơi, giật coi, giật binh. Mình cao quá rồi. Ê bây giờ nhờ mình cao nhưng mà mình sống sao mày? Bây giờ mình chạy đi. Mày biết rồi, mày chạy mình mày trước đi coi tao đi theo hộ. Để sao hộ? Tao không có hụt má. Thì nếu mà nó chạy thoát được ấy thì tụi mình tự tử. Thôi thấy chứ này, tao bắt đầu chưa nè. Mày ra mày gặp nó liền luôn, hứa. Thấy mày ra trước đi, hù thế bố ai dám đi. Mày ra trước đi. Mày không nghe tiếng nó bước đi vậy? Rồi hết đi rồi. Rồi đi đi gì? Hết rồi. Ừ. Sao lại dừng ở ngay chỗ này mày? Tao tới nó kìa gì? Tao nghe bố tao. Tao nghe bố tao lại. Ồn cái gì trời. Im. Còn chưa tới nữa. Đi đi Nhi, mày đừng có coi mát nữa, mày coi mát nữa mà còn. Ê, đi đứng im coi hoài luôn á. Đang đi cái đứng im, đang đi cái đứng im. Tao nghe tới tao biết bố tao lại rồi. Nó coi mát nửa tiếng hồ nè. À. Đi đi. Thằng nào ý kiến vậy, nếu nghe được tiếng la thì sao không khác đi, trời người ta chơi game ma mà. Mày tin thằng cái anh. Cái này bán cái đường. Chơi game ma mà không cho la. Mày lấy em con bướm hả? Lấy hai con. Lấy hai con phù hợp. Nếu mình chết thì mình. Nếu mình chết thì còn một con trong mình. Thôi đừng có xàm. Trời ơi giờ này nó có đồng cái ớt nó hơi xinh. Đi. Sao mày cứ lui hoài vậy? Gì? Sao mày cứ lui hoài vậy em? Đi đường tí là nó lại lui. Tao có nghe tiếng nó lui gì? Ờ lại không nghe tiếng nó đi tí là lui à. Em hát hay hơn anh này. Đi đi gì? Anh đang nghỉ mày luôn, mày đi mà anh đi. Ừ, tao đang nghỉ luôn á gì? Anh đang muốn chơi cái này đâu gì? Mà hãy nãy mày đi trước mà tao bị hù không? Tao cũng bị giết rồi gì? Mày đi trước mà tao với họ bị giết cái này cứ đi trước đi. Nó bên đang bên tường bên này nè, đục tường qua gặp nó liền. Hứa. Vậy hứa, hứa ở đây gặp trước thử xem. Bây giờ 1 2 3 chạy đi nhanh luôn đi. Không đi được. Đi từ từ thôi chạy. Đi. Giờ ba đi được mỗi đứa đứng mà anh đứng dở cho đi chung luôn. Ờ anh đứng bên đây anh hổ. Rồi. Đây nha, đây hổ, đây. Tao không thấy đường nên tao đi sau lưng tụi mày. Thì hãy cứ đi, tao đi sau lưng tụi mày có sao đâu. Quẹo ở đâu? Bên đây. Thôi có nhà nào tấp vô luôn. Đây nè hổ. Đó ở đây nếu có nhà. Vậy đi bộ đi, cứ đi bộ đi. Má tao lại. Có nhà không? Tấp vô. Đeo có. Ôi em ơi. Má mày la dữ vậy. Trời ơi. Có la. Nè bây giờ mày sợ. Thẻ anh nó đứng ngay chân cái đó nó đợi mình. Anh nhớ không? Ừ nhớ. Thẻ có một người chết để cho một mình chạy. Hổ. Anh Min hổ. Hổ không có quyền công dân, tại sao lại hổ? Min chứ hồi nó biết đường. Nó biết đường nên mình theo phe nó hổ ơi. Nó biết đường hổ ơi. Anh Min. Không. Anh Min tắt cái đèn đi, nó vô nó bắt rồi mày bây giờ. Tắt đèn đi. Ủa sao mày nói nó không vô được? Thì nó không có vô được, ai nói nó vô được đâu. Bạn ơi. Nghe. Bạn ơi. Nghe tiếng nó đi ngoài không? Alo bạn gì ở ngoài ơi? Trời khuya bạn gì bạn ngủ đi bạn ơi. Đi bạn. Chơi ngủ đi bạn. Má lúc cái mặt ra chắc tao xỉu luôn á. Không, nó không có, nó cao hơn cái cửa cái nhà mà. Ừ nó cao hơn. Nó không biết khom xuống à. Không. Đi đi. Đi tới sáng à. Con bảo biết tôi mày đi ra mày chịu chết đi hổ. Đi họ vì game đi. Hãy từ bỏ cái tôi xuống. Đó, nó sát bên luôn kìa, cái tôi. Rồi đi đi gì? Đi anh. Chỉ thường. Nó là người duy nhất biết đường của họ, mình đi trước rồi họ. Không, tao cũng biết mà. Anh Minh phải chết trước chứ. Sao tao phải chết trước? Tao là người quay game, mày phải cho tao trải nghiệm chứ. À. Rồi đi đi gì? Lỡ lại liều đi. Có gì anh mày chết. Đứng rồi anh. Để nó về thấy không? Không. Đi thẳng thế nào, đi thẳng về đi phải nha. Ok. 1, 2, 3.
Đưa đây thôi. Một, hai, ba, chạy. Nó lượt kìa. Anh ơi, đừng cần, đừng kêu anh. Anh chạy luôn rồi, đừng kêu anh. Anh đi đâu luôn rồi? Tôi tự. Mày đi đâu nào vậy? Nè, người ta đi theo Duy đó. Nè, má sao Duy nó đi theo, nó đi lạc đồ mà Duy đi lạc theo theo tao luôn mới ghê. Để thấy cửa nè. Ui, ui, xong rồi, chị xong game đó anh. Ui, không biết bị hù gì. Nhanh nó tới kìa, nó tới kìa, nó tới kìa. Tao win rồi, tao win rồi, tao win rồi, tao win rồi. Kìa này anh. Ôi tiện tao chạy vô cái tao thấy cái con căn nhà tao tính kêu tụi mày vô. Sao tụi mày chạy chung luôn vậy? Em đó anh Minh. Đó. Không mà lớn. Trời. Ôi. Hello anh. Hello anh dài. Hello anh dài. Có mặt thuộc gì vậy? Nó nói cái gì á? Cái tay của nó kìa. To rồi. Ôi em là mẹ hình ảnh đẹp chưa? Ừ, nó như cái mặt trăng rồi. Thôi, clip sẽ kết thúc tại đây. Chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ nhé. Bye bye.